Ken à? Ken à? À. Ken. Honey. À nó diễn tưởng nó khóc. Ồ diễn dữ hen. Rồi chào mọi người nha. Tôi trở lại video của ngày hôm nay. Hôm nay hơi vắng khách nha các bạn. Rồi à, anh đứng chỗ nào chụp tấm hình đại diện coi. Giao hết nè, bà nội lấy hết tiền chẵn rồi còn tiền lẻ mà. Đúng rồi, tiền lẻ mà. Chứ bao giờ mình ở chơi giữ tiền chẵn đâu, lẻ mà. Đúng rồi. Chán nói phải lên lửa cho đổ ra cái chảo thứ hai. Bây giờ mình có chờ ra cái món gì chưa? Hết rồi. Biết mà không? Không. Cái nào cũng biết. Ai cũng biết. Hả? Chị một sáng ai cũng biết. Mà chú Hào với chú Long không biết. Chú Hào có biết đâu, chú Long chú Hào có biết. Hả? À. Chuyện gì? Sớm biết luôn hả? Ừ. Cái gì vậy? Động cầu gì vậy? Ừ. Trời ơi. À, bánh xèo. Cởi đi, cởi. Vô luôn anh chị ơi. Cởi nghe chơi. Cởi nghe chơi. Hồi sáng nè, có một bà đúng không? Ừ. Đi xe sao cái té nó được không mày? Cái té xong là bất tử luôn không mày ta. Mới sáng mà ngủ chỉnh. Bà buổi trưa con đi kiếm bánh xèo hai mấy á. À phụ nữ hả? Ghê thiệt chứ. Đâu cái kìa. Rồi rốt cuộc là sao? Ai chở về? Tự dậy đi luôn hả? Vậy là bị chất đột quỵ hay cái gì rồi? Mà cũng sợ chứ, không phải chứng thường chỗ não gì hết đó. Ừ. Té xe à? Còn người té nặng không? Có té cái rầm không hay là té cái bịch? Cái rầm như mà. Mấy giờ? Có khách nè. Đâu bánh xèo kìa. Thấu cô chú kìa. Ủa? Dĩa. Lỡ mà bỏ giá thì con đổi cái khác chứ không biết có một cái tình huống này. Không ăn giá đó, ông bà sẽ không hưng, hiểu không? Mình đổi cái khác thì bây giờ cái đó mình tự đứng đất và đổi trường luôn. Chứng lệ phẩm. Cái đó là kêu tâm anh ta xử lý. Cái chú thấy cái bát bát màu trắng không? Là công an tới quẹt luôn hả? À vậy là có tai nạn luôn rồi. Chỗ này nó đường nó hẹp quá không biết. Hay là có một mình có té hay là có tông vô không? Nếu mà hai xe là nó tông nhau rồi. Chỗ này nó đường cái đường nó hẹp quá các bạn. Chặt.
thảnh thơi chơi với cháu không? Cười cười. Bây giờ là rốt cuộc là chính xác là một ngày nay là ông nội chưa đổ bánh xèo nào, đúng không? Đó, buổi chiều đổ hai ba cái, đổ hai chảo. À, ông nội đổ. Bà con mới nói. À, anh nói là ngày nay ông nội đổ hai ba cái xèo à? Đúng rồi. Nghe nói nội cứ đổ hai ba cái xèo à? Con để đỡ chứ con dĩa nào để đỡ ha. Con đang chi mà. Ok chị hai. Chuyển chị hai luôn hả? À, vô luôn anh chị ơi. Đầu tuần đông khách. Ê, chú Út Phương có ghé mà sao nó còn chú nó còn không có? Có. Ủa có mà hả không? Có mà. Lâu chưa? Con nói có, con nói không có hồi nào. À. Chú Út Phương về chú Hà tới đó. Ủa vậy hả? Mà không, chú Việt là không có gì, phải không? Không. Thì có đâu. Thấy được. Thấy chú Phương đang video nè. Đó. Ồ, ở bên đây Út Phương chơi công chiếu ta. Đoàn khách Việt đi ô tô. À, đoàn khách Việt Kiều đi ô tô. Đó, đó. Ồ! Trời ơi. Trời ơi, đã 2 ngày rồi. 2 không... năm nay mới thấy Gia Kiệt á, cách 2 năm. Từ năm ngoái đến năm nay luôn. Nó quen khá luôn. Phải không con? Phải không? Ngủ vậy hả con? Hả? Giữ em. Giữ em à. Rồi xong luôn rồi. Chơi đừng em, đừng em, đừng em. Đừng gì lại vậy? Để gì đau có một buổi. Đưa đội gương thử. À không phải. Ô ô gì? Chị hai nặng 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 quá. Chú làm mỗi lần. Không kia có phải không? Quay lại bánh xèo chắc luôn. Chắc luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, sao nó ngồi lên xe vậy? Lỡ thế sao? Đặc biệt cho nó thưởng thức đầy đủ. Có không?
cô Hương. Này đặc biệt đúng không? Bữa nay Bitcoin lên quá trời luôn anh. Mấy chục ngàn rồi? 50 mấy ngàn, 60 ngàn. Có mua không? Có mua đúng. Có lưu trữ được biết nào? À, cái đợt Bit 15 ngàn á. Kia mua đi. Mình nghĩ nó sẽ xuống nữa, ngờ đâu bữa nay lên 50 mấy, gần 60 ngàn. Ghê thiệt. Nó lên rồi nó xuống mà. Do đầu năm nè, do đầu tư á. Giờ anh đi anh được đi chơi hả? Địa điểm chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, nhưng mà cô chú chị và các bạn, thời gian máy của bến xèo nhí từ 13 giờ cho đến đẹp 22 giờ hàng ngày. Cái đó đẹp á? Dạ. Đặc biệt là bình thường. Hai cái đặc biệt nữa đó con. Đặc biệt nằm bên đây. Hai cái đặc biệt và thêm một cái đặc biệt không nữa là ba cái. Hết con luôn rồi. Hết con rồi. Góc quay quen thuộc. Bữa nào thử thách đổ cái bánh xèo thiệt đẹp mà không sử dụng dầu nữa. Cái này đặc biệt không nhiều tôm dữ vậy con. Năm chục tôm không là 7 con tôm. À, cái bánh xèo 50k và chắc là ăn bánh xèo 50 tôm không. Mua làm gì? Nội nước cũng giống sót. Kiểm tra chất lượng cái bánh xèo. Kiểm tra chất lượng thử. Không công nhận trong anh ăn bánh xèo đang kỹ ghê chứ. Ăn bánh xèo nửa tiếng chưa xong ghê thiệt. Câu thời gian dữ thiệt. Câu quá trời câu luôn á. Ăn bánh xèo nửa tiếng hồ chưa xong. Đen. Đen đâu có đen da bánh mặt nè. Đen da là một bữa ăn nha con. Ông bà biết mà, đen da là một bữa ăn. Cái nước da gọi là nước da hot luôn á. Có nhiều người da nâu á. Phương Tây á là bây giờ nó đi qua Việt Nam để nó tắm nó ra được cái màu da đó. Mọi người thấy cái gì? Cô gì mà diễn viên của Việt Nam tên gì? Cô Dân gì á? Cô Dân gì đó. Ngô Thanh Văn hay là Phi Thanh Văn gì đó không? Da đẹp. À đúng rồi, Phi Thanh Văn. Phi Thanh Văn. Thành đó, chú làm nói, chú nói màu đó đó. Nổi lắm là nổi.
Dạ bánh mọt. Dạ. Con hả? Ừ, con giống da của đó. Tấu này anh gì đi. Phải cần tiền mà. Đó. Xe bây giờ là tôi thiết kế có đờn, có nhạc rồi đó. Vui. Đó, sau 45 phút chăm anh thưởng thức bánh xèo, ngủ dậy ra ăn bánh xèo. Ăn cái bánh xèo 45 phút bây giờ là sao đây? giờ chạy bàn, giờ chờ bàn, đang căng thẳng chờ con xong rồi phải chạy bàn chứ sao nữa. Ông bà cô chú anh chị bà chạy bàn chạy bàn nha. Địa chỉ chúng ta là 24 Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gần công viên phần mềm Quang Trung, quận CSC. Thơm quá, cái này thơm lắm. Cái bánh này là bánh xèo con không quý vị. Kết hợp của ông bà nội để tặng nhiều bánh xèo hơn cho bà thì có thể là liên hệ có số điện thoại á với ông bà nội để nhau mua bánh xèo tặng cho ông bà. Cắt đi nói sầu nhiều hơn. Cắt đi nói sầu. Uống nước ngọt biết không? Da nâu. Chăm anh quê ở Tiền Giang mà Hà anh quê ở Giang Tiền giống nhau. Thấy có người họ chiên cơm chiên trên châu, họ đập cái chảo, đập rầm mà cái chảo không thấy sao à? Bánh đặc biệt. Lửa lớn á nha. Hết to rồi. Nó bắt lửa. Con. Đó. Đông lên. Vừa thôi nè, một cái tôm không.
không đôi giá một con thân. Một cái tôm không con giá con thân. Cầm đinh vành thôi. Đinh vành. Mô tay của ông nội là chạy mấy ngày. Qua ngày qua nhau. Diễn viên. Lại dính nữa. Cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Em Bến Tre ghé muộn, địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Thế Điệp, quận 12 nha. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Rất là vui. Có gì ông bà tới ủng hộ Bến Tre con. Dài. Đó. Rồi, ok. Thấy ông bà đừng xa luôn. Ok.